Em Tony Tiến xin chào quý anh chị và bà con nhé. Hôm nay thì em chia sẻ với quý anh chị cách cho ong ăn khi gió mùa về quý anh chị nhé. Hôm nay là ngày mùng ở chỗ em đây miền Trung này gió mùa từ miền Bắc nó tăng cường vào. Là ong của chúng ta em sợ đói thì em sẽ pha một ly đường quý chị nhé, một ly đường và một ly nước để cho ong ăn ạ. Quy trình đàn ong anh đang mở đây quý anh chị đó. Em mới nhập xong, mới bắt nhập xong nha quý anh chị nhé. Đây ạ, đã ổn định đây. Nó bám vào cầu và một số ván góc thế thôi ạ. Đây là trước khi sợ đói, vừa đói gió mùa và vừa ấy là em sẽ để một cái pha một ly nước đường ấy cho ong ăn ấy. Và chúng ta để bẻ vào đấy, đổ xong là anh bẻ cái mấy cái cọng này để cho ong nó mà khỏi anh bị làm được đó, bữa anh làm như trường về được đó, làm được mấy cái nếu mà có khả năng hết bón bay nên sau khi hết đàn ong bữa, đang ấy là anh đã phá bữa cái đó, đó nếu mà anh đổ cho một ong tí cho mấy một tí hết cái cho nữa luôn đó, chú chị đã thấy rồi. Mệt luôn. Ừ, thì anh pha đấy, pha một ly nước đường và một ảnh quý chị nhé, một ly nước đường một đấy, anh có bỏ cái khúc thì gỗ pha đó. Giống như bươn mấy sau khi đàn ong nó yên ổn rồi quý chị đấy, đây cách cho ong ăn này, đậy vào đi nó hơi náo loạn một chút, nó hơi bị nó chưa quen tổ nhé. Đây bọn em mới bắt ở đó luôn, cái mũ đang treo luôn quý chị nhé, cái mũ đang treo đây bọn em đang bắt để một lúc là đàn ong mở mình mở ra nó bay ra đó để cho nó ăn đỡ bị đói quý chị nhé. Vì trường hợp có hai nguyên nhân quý chị ạ, vừa nó vừa bỏ tổ nó bốc bay đi quý anh chị nhé, bọn em bắt về đây chinh phục đây ạ. Và bọn em cho ăn đây, nó đang đi vào trước cái cửa đi cho quen quý chị nhé, cửa hang này trên này hôm nãy yên ổn rồi quý chị đó, cái mũ này không có còn mấy con nữa. Đây cửa này ra vào đây nó đang cho ăn này, nó cái lượng đấy, lượng cho ăn như này thì nó sẽ được yên ổn được khoảng tầm ngày mai gió mùa về sợ mưa quý chị nhé, cho no cái lượng mật địa, vì trong cái cầu đấy bọn em đã có rồi, trong cái cầu em cầu nhộng đấy nó có lượng mật, có một ít mật nhưng mà phấn hoa và một số con rồi quý anh chị nhé, nó không thể bỏ đi được, nhập đàn không không thể bỏ đi đâu quý anh chị, nếu mà quý anh chị mà không có những cái thành phần đó là chắc chắn nó bỏ đi. Trong khi cho ăn thì anh cũng có bẻ mấy cái nẻ cây để gác vào đó cho ong nó sợ bị xuống nước nó ướt cánh không lên được quý anh chị nhé, nếu bị con nào bị ngã xuống nước nhưng mà nó ướt cánh ấy, nó không bay được thì nó bò được vào cái nẻ cây khúc cây của mình ấy. Yên ổn rồi, con chúa trong ở đó luôn quý chị nhé. Quý anh chị là nhìn đây là quý anh chị đã thấy là quen thuộc rồi đó. Em vừa bắt ở trên cái ngọn cây đấy, đó cành cây đó. Đây là cách cho ông ăn vào những ngày mưa mưa gió, để anh đổ nước này cho chắc ăn cho bị kiến đấy. Đó, anh cứ đổ vào đấy là đúng đó. Kiến không bò lên được. Mình bảo vệ cái đàn ong cho tuyệt đối. Nên cắn chết cắn đúng nữa này. Yên ổn, thế đàn ông thằng yên ổn. Thằng về. Ông vẽ. Ông tang vẽ đây. Ông vẽ. Ông tang. Rồi đàn ông đã yên ổn rồi quý chị nhá. Chú tiền đó. Rồi đủ đã yên ổn rồi đó. Sau khi làm cho ăn rất yên ổn rồi quý chị nhá. À, cái mũ đấy chẳng còn con nào nữa, cái mũ đấy hết rồi. Thôi, cất mũ đi. Giờ thì nó yên ổn rồi, giờ nó ăn rồi đó, nó bám trong cầu, giờ nó mà động thì chú đang nằm nó yên trong đó, yên ổn trong đó rồi. Nó không có đàn ông thì có mấy con đang ở ngoài cửa đâu quý chị nhé. Giờ cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Quy trình cho ông ăn những ngày mưa gió để đói, trong đói cho ông thì em cũng xin phép dừng ở đây ạ. Vì kiểm vừa nhập đàn xong thì chúng ta cho ăn ông ngay và ngày mai gió mùa về mưa quý chị nhé. Thì chỗ em là khu vực miền Trung, Bắc miền Trung ạ, Đồng Hới, Quảng Bình ấy. Thì nó báo ngày mai tăng cường vì là vừa lại cơn bão số 5 đến cơn 6 rồi quý chị nhé. Hôm nay thì thứ ba ngày mùng sáu tháng 11 quý anh chị ạ. Và em xin phép dừng đây nhé. Quý anh chị xem thấy hay thì nhớ tặng em một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em có lên tiếng của video mới ạ. Rồi em xin dừng ở đây ạ. Ổn định thôi. Người đàn ông nó quá ổn định này, nhìn thấy quý anh chị thấy không có con nào hết, em zoom to lên vậy thôi. Thì có con gác cổng, một vài con gác cửa đó. Không con nào bay hết, giờ yên ổn là tối là nó cũng ăn ở trong đó luôn quý anh chị nhé. Nhiệm vụ giờ ngày mai nó thể đi là nếu mà không mưa ngày mai mưa thì nó ở nhà, mà không mưa thì nó không mưa thì nó tiếp tục nó phải công việc rồi quý chị ạ. Đi phấn hoa, lấy phấn hoa lấy mật, lượng này mà em đã cho ăn rồi.